Ok, thì đây là kênh của Thắng Coco TM. Đây là cái kênh chuyên về làm intro 3D miễn phí. Thì các bạn khi mà vào kênh thì nhớ đăng ký giúp mẹ nên được 1.000 subscribe nha. Ok, xin cảm ơn các bạn. Hello, chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Thì mình là Zilka đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần chơi Minecraft lãnh địa của rồng tập thứ 7 ha các bạn. Ok, để mình xuống rồng cái đó. Rồi, ok. Rồng mày ngủ ha. Thì ngày hôm qua một ngày mình đã không có thể ra video được là tại vì mình bận đi học, thứ ba thứ năm là mình bận học đó các bạn. Bởi vậy nên hai ngày đó mình sẽ không có ra video kịp, và tại vì đây là không phải đi học mà kiểu một bổ túc đâu, không phải học như dạng học hè đâu các bạn, mà là học cái này là học chỉ có một tuần, học chỉ có 2 buổi thôi. Học này là để được cộng điểm vào thi tốt nghiệp lớp 12. Thì nhà nước nó ưu đãi cho mình như vậy rồi thì mình tại sao lại còn không đi học nữa. Thì nên mình đã quyết định đi học. Và 2 ngày đó mình không thể nào ra video được thì các bạn thông cảm cho mình á. Thì các bạn kêu mình nuôi cá mập. Cá mập nuôi nó đâu có ích lợi gì đâu các bạn. Mình nuôi nó là nó cắn mình luôn á. Chứ mình đâu cho nó ăn, đâu có thuần hóa giống con rồng được đâu. Nên mình phải nuôi rồng thôi, nuôi rồng và nuôi lợn. Ok, thì ở cái tập trước là mình đã xây được cái chuồng ha, mình đã xây thành công cái chuồng nhưng chưa có rào lấy hết và chưa có cái cửa. Thì các bạn nói là nút bấm á, nút gỗ thì dành cho cái chuồng gỗ, còn nút sắt thì nút đá thì dành cho cái chuồng đá. Bữa mình dùng nút đá dùng cho chuồng gỗ bởi nó không có tác dụng. Ok. Oh my god. Mấy cái thằng này nên giết đi. Mấy cái thằng này là mấy cái thằng chuyên đi giết rồng của tôi. Của mình á, mình bị liệu. Ok, để xem còn nào xung quanh đây không. Giết hết luôn đi. Mình sợ mấy thằng đó dữ rồi. Nó đốt rừng rồi nó giết rồng rồi nó phá làng. Nó là mấy cái thằng mà chuyên đi gây sự. Ok, nãy giờ quên mặc giáp nữa. Thì ở cái tập trước là mình gặp đánh với con phù thủy. Nó phá tan tành cái chuồng của mình đó luôn. Rồi mình cuối cùng cũng đi giết được nó và xây lại rất là cực khổ. Ok, giờ thì ô mình đã hết đồ ăn rồi các bạn ơi. Tập này mình sẽ ấp con trứng con rồng bạc. Và mình trong lúc mình chưa có rào được cái chuồng nữa nên mình sẽ đi rào lại tất cả xong rồi mình hãy ấp. Ok, đây là cái rương thức ăn ha. Các bạn, là cái này là đồ bắt rồng à. Cái này là cái đồ huấn luyện rồng mà mình không biết huấn luyện rồng sao hết. Thì các bạn có thể comment mà phía dưới để chỉ mình. Rồi, ok, giờ chúng ta đi bắt một số cá đi để mà có thức ăn để ăn. Con lợn này đi về chuồng. Ha ha. Ok, mình đã gặp được một con lợn rồi, khá là dễ thương á. Giờ mình dắt nó về chuồng thôi. Oh my god. Mình chỉ cần lấy cà rốt vụn nó thôi mà. Khá là dễ. Khỏi cần đem dây gì hết. Đi nè. Đi nè lợn. Trả tao cọng dây mày. Ui. Ui. Ui, con lợn này nó không thích cà rốt các bạn ơi. Thôi, nên mình dẫn cái này đi đi. My god. Ok, mày sẽ được vô đây ở với gia đình. Đoàn tụ cùng gia đình. Mấy con heo này nó không có thích cà rốt. Ui, ui, ui. Thôi, có một con mình giết nó rồi đi. Sau này mình mình cột ở đây đi. Sau này mình sẽ mở rộng cái chuồng lên. Ok, giờ mình đi để xem dưới này có cá không. Má. Men, dưới này cũng có cá nữa. Thì khá là tiện rồi. Giờ mình chỉ cần đi xuống dưới mình à. Oh my god, con rồng của mình. Ui, nó sải cánh banh hết hàng rào luôn các bạn ơi. Nó rất là bự. Ok, giờ thì mình đi xuống đây mình chỉnh sửa ở dưới này một số chuyện. Mình lắp nó lại luôn. Bố bị con Reaper nổ đâu mất tiêu rồi ta. Ồ, ở đây có một cái hang nè. Chắc tập sau mình sẽ vào đây khám phá nè các bạn.
giờ mình à mình chặn cá mập lại nè. Ồ, đây không phải cá mập mà là một số cái con cá bình thường. Thì mấy con cá này là mình chặn lại cho dễ bắt bắt nhiều cá hơn. Ok. Ồ, vào đây luôn. Nè, khi mà các bạn bắt vào nó thì sẽ dính được nhiều cá hơn bắt dưới nước. Mình bắt một số cá lên mình nướng rồi mình ăn. Tại thức ăn của mình đã hết rồi các bạn ơi. Mình cần lương thực phẩm để mà sống sót qua ngày. Nếu mà không có thì mình sẽ chết đói mất. Và mình không được ăn cá sống. Cái game này nó rất là hư cấu cái chỗ là mình một con cá mà mình bắt được rất là nhiều con cá luôn. Rất là hư cấu hay các bạn. Ok thì mình sẽ bắt một số con cá này. Thì các bạn link nói xin mình link mod. Thì á link mod này một số tập sau thì mình sẽ up cái video lên hướng dẫn các bạn tải link mod mod này. Mod này thì các bạn nào mà đợi mình không kịp á thì có thể lên Technic Launcher tải cái mod này. Các bạn chỉ cần ấn là bí kíp luyện rồng là nó sẽ ra thôi. Cái link restore pack thì nằm trong đó luôn ha. Thì mình đã nói rất là nhiều lần rồi, các bạn cũng bảo mình làm thôi. Thì tập này đủ 1.000 like thì chúng ta sẽ có tập tiếp theo ha. Ok, mình bắt khá là nhiều cá luôn rồi. Sát sinh quá nhiều rồi. Rồi, 1.000 like chúng ta sẽ có tập tiếp theo. Thì mình không ngờ các bạn rất là ủng hộ mình trong cái series này luôn. Mình rất là vui luôn á. Series này ủng hộ có thể hơn ngày tận thế luôn á. Ngày tận thế thì sau này mình sẽ ra đấy các bạn ơi. Các bạn đừng có mà chần chừ gì hết. Giùm mình ô khoan giết mấy cái con này đi. Ngày tận thế thì mình sẽ ra trong tháng này thôi, thì các bạn đừng có lo ha. Giờ mình đi chặt một số cái cây đi. Thằng mình làm cái hàng rào và mình lấy một số có công dụng số công dụng khác có thể thì mình lấy đi mốt mình có xây gì nữa thì mình xây. Thì có một bạn kêu mình là xây cái thành trì. Cái thành trì thì khá là lớn mà xây rất là lâu nên mình sẽ sorry ha. Mình sẽ không xây nổi đâu các bạn. Thì các bạn có thể đặt thử thách cho mình. Thử thách nào mà hay á, thì mình sẽ chọn cái thử thách đó ở trong cái sinh tồn ở trong Minecraft lãnh địa của rồng này. Nếu mà cái thử thách nào đạt nhiều like thì mình sẽ làm, còn không thôi thì mình sẽ làm mấy cái thử thách bình thường như các bạn đã đặt. My god, có rương, wow, bánh nè, một thanh kiếm rồng lửa, Flames Dragon Sword, đây là thanh kiếm rồng lửa thực sự nè các bạn, một cái khiên, một cái cung cung mà bằng xương rồng, xương của con rồng á, và một đôi giày của rồng lục bảo, đôi giày chiến binh rồng lục bảo, wow, oh my god, nhìn mình khá là đẹp trai khi mà mang cái kiếm này, cái khiên nữa các bạn, đó rất là đẹp luôn, oh my god, chuẩn men luôn rồi đó, đây là chuẩn men siêu cán luôn rồi, đôi giày nữa khá là đẹp. Rồi ok thằng này thằng nào mà đánh mình á mình có khiên mình đỡ rồi ha. Cái kiếm mình ra rất là mạnh nè, 9,5 sức tấn công mà. Ô cái kiếm này đánh ra lửa các bạn ơi. Ô rất là tiện lợi. Yeah, cuối cùng mình cũng đã tìm được cái thanh kiếm rồng lửa thật sự, và một cái khiên để giúp ích cho mình trong việc che chắn lại bảo vệ. Rồi bây giờ thì mình để cái khiên này qua một bên đi. Rồi bây giờ mình vô mình lấy thức ăn nào. Ok bỏ thức ăn vào đây ha. Để khi nào mình cần á thì mình sẽ lấy ra ăn thôi. Cái này cũng khá là ngon à, khá là quý hiếm chứ. Chứ mình có ăn ngoài đời đâu mình biết ngon. Ok bây giờ thì chúng ta sẽ chế tạo hàng rào để mà đi rào cái rạc cái lồng của con rồng bạc lại. Nếu mà không rào lại á thì bị bọn săn rồng nó vô á nó giết hết là không có được đâu. Ôi trời tối rồi kìa.
Ok thì thôi bây giờ các bạn cho mình xin chỉnh lại trời sáng ha. Ok thì nãy giờ mình ấp ấp khá là lâu rồi nhưng mà chưa thấy nó nở nữa. Mình không biết nó có, cái con rồng bạc này nó có theo cái phương pháp này không nữa. Mình hy vọng là có ha. À, cái cung xương rồng, cung làm bằng xương của loài rồng thì mình sẽ bắn thử xem. Mình sẽ không bắn một con rồng đâu các bạn đừng có lo. Ồ, không phải cung này. Cung này thì nó sẽ xài một loại tên khác nha các bạn. Chứ không phải là xài tên bình thường đâu, xài bằng mũi tên bằng xương của rồng. Ok thì nãy giờ mình đã skip rất là nhiều đoạn rồi mà nó chưa có nở đâu các bạn. Mình không biết là có thể phải bằng cái phương pháp này không nữa. Thì các bạn nếu mà nó không nở thì các bạn có thể comment cho mình biết con rồng bạc nó nở theo cái phương pháp gì ha. Nãy giờ mình chờ rất là lâu luôn á. Nhưng mà trong lúc các bạn ấp trứng thôi các bạn không được đi ra ngoài khác ha. Các bạn đi ra chỗ khác là cái trứng nó mất tiêu luôn á. Các bạn có thể coi Kuro, Zio Kuro á. Nó ấp trứng ngọn lửa nó đi ra chỗ khác chút bị cháy mất tiêu luôn. Rồi mình nghĩ là cái trứng này nó không có nở rồi các bạn ơi. Mình rất là nghi ngờ rồi luôn. Cháy lúc nãy giờ rồi mà nó đủ 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 độ nóng rồi nhưng mà nó không có nở nữa. Mình không biết làm sao nữa. Chắc giờ chúng ta phải đợi một xíu nha. Coi nó có nở không. Giờ thì chúng ta chẳng biết tâm sự gì hết. Ok. Để coi mình có đây, mình có cái khiên nè. Lấy ra test cho mọi người xem. Ok. Trứng rồng lâu nở quá các bạn ơi. Chờ là mỏi mắt luôn á. Chờ là mỏi mềm luôn. À, cái trứng rồng này. Rồi mình nghĩ là nó không nở rồi. Trứng rồng bạc thì sẽ nở bằng cách nào đó? Thì các bạn có thể phạt chiêu. Hay là mình phải lấy sắt. Hay là mình phải lấy đá lên. Mình thử lắp đá đây xem. Coi nó nở không? Chẳng lẽ nó không nở ở cái môi trường này sao? Hay là nó cần cái môi trường nào thích hợp để mà nó nở ta? Thật là kỳ lạ luôn các bạn. Con rồng bạc này mình chưa có xem nên mình cũng chưa có biết cách cho nó nung và cho nó nở. Thì mình cũng chẳng có lấy bạn nào mà comment bảo rồng bạc nó sẽ nở như cách nào hết. Rồi xong đời rồi. Hy vọng là mày nở giùm tao con rồng bạc chết tiệt. Nãy giờ mình đợi khá là lâu luôn rồi. Thế các bạn mình có nên đốt mấy cái nhành cây này không? Cái cây này cản đường quá. Thôi đợi nó che mát con rồng đi. Cái thế giới này có rất nhiều chỗ mà mình chưa có đi. Mấy tập này mình mới chỉ ở nhà thôi các bạn. Thì chắc qua tập sau mình sẽ đi lên đường. Thì mình nghe nói là trong rừng có một bộ tộc rất là nguy hiểm. Thì mình sẽ đi vào đó sau. Rồi cái trứng rồng bạc này nếu mình sẽ ấp thêm hai đốt thêm hai lần nhưng mà nó không nở thì mình sẽ tạm dừng cái việc ấp này lại. Mình sẽ làm một cái công việc khác để tránh mất thời gian của mọi người. Rất là lâu luôn nhưng mà không thấy nở. Thì các bạn khi mà tải cái món này về á, các bạn trong tạo thế giới các bạn đừng có chọn mặt phẳng hay là bình thường gì hết. Các bạn chọn thế giới của nó, tên tiếng Anh là gì mình cũng quên mất tiêu rồi. Nó mới cho xuất hiện mấy cái spawn ra mấy cái chỗ mà như là cái con trên núi tuyết hoặc là cái con hoang thạch hoặc là mấy cái rương hoặc là một số cái con rồng khác xung quanh nhiều lắm, mình không kể hết được đâu các bạn. Và mình nghĩ là mình cần các bạn trợ giúp trong cái phần rồng này ha. Thì các bạn nhớ giúp mình nhớ để lại comment cho mình biết là con rồng bạc này nó sẽ nở như thế nào
để mình xem mình biết. Bây giờ mình cắt nó vào đây đi. Ok, giờ đi ngủ. Sáng mai thì các bạn sẽ biết mình làm cái công việc gì thôi. Rồi, trời sáng nhanh vãi cái lúa luôn á. Bữa livestream mình nói là khi mà mình đã có cây kiếm mạnh này rồi thì mình sẽ đi đâu các bạn biết không? Oh my god. Đó chính là đi lên núi tuyết để mà tiêu diệt cái con quái vật đã cầm thống trị cái đó lâu, rất là lâu rồi. Tập này mình sẽ đi đại chiến với nó thôi. Mình sẽ quyết định giết được nó trong thời gian ngắn nhất, vì mình đã có cái kiếm của chiến binh đồng lửa và mình không sợ thằng nào hết khi mà cầm cái kiếm này trên tay. Bây giờ mình chẳng sợ cái thằng phù thủy lửa của hổm luôn các bạn. Oh my god, xém hơn. Ui đợt. Giờ mình phải lên một cách nhanh chóng thôi. Ok, cái đường này khá là khó đi lên luôn. Mỗi lần lên phải bắt như vậy. Thì mốt mình sẽ làm cái thang để leo lên cho dễ. Đi như vậy là có ngày té gãy cổ. Mà trong Minecraft làm gì mà gãy cổ. Rồi ok, mình đã lên được tới đây rồi. Giờ mình sẽ đi đại chiến với cái thằng chết tiệt đó. Oh my god. Ủa? Ủa lạc rồi các bạn ơi. Trên bản đồ toàn là tuyết, tuyết. Oh đợt. Mình chỉnh tắt cái này đi. À đây rồi. Ủa mình chẳng hiểu tại sao mình đi đường này luôn á. Mình đi đúng đường nó mới có thể lên đây được, mới có thể gặp cái thằng quái quỷ đó mà mình giết. Con đó là cái con gì các bạn nói mà mình quên tên nữa rồi. Con gì nào quên rồi đó. Ủa nó bay kìa. Đừng có lại đây là được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi giết cái thằng quái quỷ đó rồi. Giờ trên đường đi chúng ta sẽ đi đại chiến với mấy cái thằng này. Ô nó đánh với zombie rồi. Thằng này giết mày luôn. Đánh với ai tao không cần biết. Giết con rắn luôn. Mình giết con do mong muốn mình lấy thịt luôn các bạn ơi. Ở cái tập 1 á thì nó hút mình dữ lắm. Bây giờ mình sẽ không sợ nó nữa. Oh my god. Mày chơi thế là chơi tới bến luôn. Cái kiếm này nó có đánh mặt lùi nữa các bạn. Rất là bá đạo. Oh my god. Yeah. Ủa tại sao mình là skin của mèo? Thì cái mod này nó có một cái lỗi rất đặc trưng, đó chính là bị đổi skin bất cứ lúc nào mà mình không hay biết luôn. Thì cũng không phải là do mình đổi đâu các bạn ơi. À bây giờ. Ủa, cái chỗ này lần trước bị creeper nổ nè. Giờ mình đi vô đại chiến cái thằng quái quỷ này nhanh nhanh, càng sớm càng tốt. Thằng kia ra đây với bố. Ha ha, nó đã ra.